từ 10 đến 3 ở trong 6 đồng, 6 đồng. Hôm nay chúng tôi có chương trình khai trương khuyến mãi cho bất kỳ ai mua một chai nước nào để được tặng một nón bảo hiểm, đồng thời bạn sẽ được tặng một voucher trị giá 220.000 gồm có vệ sinh kim phun xăng điện tử, vệ sinh nồi, lọc gió nếu là xe tay ga, canh chỉnh vệ sinh sên nếu là xe số. Ngoài ra còn có canh chỉnh phanh thắng, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra bơm lốp xe máy. Sau đây mình xin mời các bạn. Đây là vị trí mẫu nhất, tất cả lợi nhất tôi có bán trên chạy để anh em lựa chọn. Tôi sẽ chưa chọn. Còn bên đây là vị trí để dựng xe để mà thực hiện nhanh nhất và sửa chữa. Theo mình xin mời các bạn vào tham quan lợi nhất của chúng tôi. Ở đây chúng tôi biết bản nhất chính hãng. Nhất chính hãng là nhất được cung cấp từ các nhà phân phối uy tín, không lo nhất giả nha các bạn. Ở đây có nhất sale. Sale thì có sale AS7 dành cho xe số và xe ga, sale scooter có cả hai loại dung tích 0.8 và 1 lít. Và đặc biệt thì có sale Ultra. Ultra là sale tổng hợp thành phần, có phù hợp cho các xe tương tay 150 như là Winner, Scooter và Rider. Các xe phân khối lớn cũng có thể sử dụng được. Tiếp theo là Nhất Epson. Nhất Epson của Saro, Epson Speed 20-40 dành các loại xe số phổ thông. Ngoài ra có như xe tay ga thì có Epson Automatic 125.000. Còn nếu các bạn quan tâm chăm sóc hơn thì chúng ta sẽ xài cho loại Epson Scooter giá 225.000, bảo vệ tốt hơn, bôi trơn. Và Epson Racing là dòng nhớ cao cấp nhất của Epson, 300.000 một chai. Và dưới mức Epson Racing thì sẽ có Synthetico, là nhớ tổng hợp phù hợp với không khí, thời tiết ở Việt Nam. Phía dưới đây là dòng nhớt Motul, Motul rất được tin dùng ở Việt Nam. Cũng có các loại nhớt phổ thông là Scooter Expert. Cái này thì các bạn đi tầm 1 tháng mình thay một lần. Còn nếu các dòng xe đời mới thì anh em nên sử dụng tay ga thì nên sử dụng Scooter Power LE. Chai 1 lít thì 185.000. Và đặc biệt thì có Motul 300V. 300V được anh em đánh giá cao từ năm nay. Bảo tốt, bảo trơn tốt, nhiệt tốt, hợp với anh em đi đường xa, xe máy nóng, xe phân khối lớn. Nếu mà là xe đường xuyên đi đường xa hoặc là xe đó sử dụng lâu ngày thì có thể sử dụng Motul 7001, cái độ đặt là 1050, cũng là nhớt tổng hợp sẽ êm hơn so với nhớt loạn. Cái dòng 3001 là cho nên sẽ phổ thông. Hai tách là một loại nhớt tổng hợp, có thể là chỉ thua kém 300V thôi. Rồi. Đây là nước mát DQ, nếu các bạn không hài lòng với nhớt nước mát của hãng thì DQ Moly là một sự lựa chọn hợp lý. Một chai 165.000 và tiền công thay thì tùy theo loại xe. Đó, cũng mình đã từng sử dụng đi Sài Gòn Huế thì thấy rất là ok, cũng thoải mái. Ngoài ra chúng tôi còn có dòng nhớt cắt chôn 20-40 cho anh em nào thích thương hiệu cắt chôn. Nước mát có thêm một sự lựa chọn, đó là nước mát Emi. Ở đây đây là giới thiệu qua vật chăm sóc sơn. Đây là chai vệ sinh sơn của Liqui Moly. Đây là loại sử dụng cho loại sơn không có phốt. Nếu anh em nào không có thời gian mình sử dụng loại này vệ sinh ra bụi bẩn rất tốt, hiệu quả. Còn đây là cũng là chai vệ sinh sơn nhưng mà dành riêng cho loại sơn có phốt, những xe phân khối lớn, sơn cao cấp có phốt. Sau khi vệ sinh sơn thì chúng ta sẽ dùng chai bôi trên sơn Liqui Moly trên lớp đối tượng. Chai này 170.000, cũng xài được nhiều lần đó. Tiếp theo là nhớt âm soi. Âm soi là một thương hiệu của Mỹ, cũng mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng được anh em ưa dùng. Dung tích thì là 946ml theo chuẩn của Mỹ. Chúng ta có âm soi T và con hoành, âm soi bờ chiếc, âm soi bờ chiếc bao hoành 10-30 và âm soi bờ chiếc 10-40. Còn dành riêng cho tay ga thì có âm soi
scooter 180.000. Các bạn thấy cái giá. Tiếp theo đó là Nét Rover, hay thường được gọi là Nét Sói. Nét được anh em Winner và Exeter tin dùng. Thời gian qua thì anh em nếu mà mức giá 150.000 này thì nó là một sự lựa chọn hợp lý. Đi tour xa cũng được, rất là ok. Đây là những dòng nhớt của Mobile One Racing, thương hiệu lớn từ Mỹ. Xe bự những dòng 550 thì phù hợp với những xe có động cơ ESP của Honda. Bên đây của Honda. Đây còn 40. Cái tiền rồi không? Nó đang chạy luôn nè, chỉ là không view lại thôi. Có rồi, Black. Liqui Moly scooter 185.000 một chai. Lít có thể phù hợp với tất cả loại xe tay ga ở Việt Nam. Đây là Liqui Moly Gen 530. Loại này có thể là sự phù hợp tốt nhất cho những xe động cơ FD của Honda, xe tay ga. Các bạn nhìn thấy 270.000 một trang. Còn riêng về dòng xe phổ thông trong đô thị, dòng 1030 là dòng nhất lãng, có thể xài cho Winner. Dĩ nhiên là rất là bốc. Còn những xe nào mà theo khuyến cáo xài 1040 thì đây là sự lựa chọn hợp lý với giá 210.000. Đây là Liqui Sim 4T, đây là loại cao cấp nhất của Liqui. Anh em đi tour xa vào bạo lực, máy nóng. Liqui Formula, anh em nhìn xe nào mà 800ml thì ta có thể sử dụng loại này. Với xe ga thì còn một phần nhớt nữa là nhớt hộp số. Hộp số thì có ở đây có ba thương hiệu, đó là Seal Scooter, một chai 40.000, dung tích 0.12 lít. Đây là những dòng phổ thông. Còn có sự lựa chọn khác là Motul Scooter Gear 390. Tùy theo dung tích mỗi xe mà có thể là mà xài một chai hoặc là hai chai. Đặc biệt trong dòng nhớt láp thì Liqui Moly loại này đây được đánh giá cao nhất, giảm hú, hiệu quả, rất được ưa dùng. Dung tích là 150ml. Có một số xe cài như Envis thì một chai là đúng mức luôn, chúng ta xài một chai. Đây là sản phẩm Carbon Cleaner, nó có tác dụng giúp vệ sinh và chống tàu mảng bám trong kim phun, bình xăng con, bê tông và bùn đốt, làm sạch sẽ hệ thống phun nhiên liệu, chống oxy hóa của chiếc động cơ, phục hồi động công suất, dùng được cho cả xe mô tô có bộ chuyển đổi xúc tác. Chai này có dung tích là 80ml, theo khuyến cáo thì xài được cho 10 lít xăng. Những xe phổ thông chúng ta, xe đô thị thì ta chỉ cần xài nửa chai, sau 1.000 km thì xe sẽ đổ tiếp. Đây là chai này. Sơn thì Sơn Mini của Top One, cái này phù hợp cho anh em đi tour xa, cầm phòng hờ, đi xuyên Việt vào chẳng hạn. Nếu mà xe thì ta sẽ có chân lớn hơn của Top One. Cái này thì ngoài 220.000, Top One còn có một thương hiệu nhớt 1040. Anh em ưa chuộng chai này thì có thể sử dụng M2 số chống trượt cao, cái loại xe số 260.000 một chai. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn khu vực đồ chơi trang trí nước kiện của xe. Ở đây có thể thấy là có độc nhất của xe Suzuki. Các loại Suzuki thì đều có đủ. Và Mobin Vito 7400, Mobin đã được khẳng định thương hiệu từ nhiều năm nay. Rửa mạnh, đây đầu tư cho xe nó mạnh hơn chút xíu, lựa chọn đáng quan tâm. Bên trong đó là cụm cột racing boy, còn racing boy ngoài tác dụng trang trí còn có thể giữ cố định hay cụm cột nhưng mình đỡ sàn hơn. Có cọc gió Canen, thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, anh em đi xe độ nào muốn hút gió lớn thì ta sẽ sử dụng Canen.
Kế bên là dây tăng áp Racing Boy. Racing Boy ổn định điện, ổn định tia lửa, hỗ trợ phần nào để đốt sạch. Bố thắng Racing Boy cho các loại shooter. Tiếp theo là các loại kiến kiểu cho xe máy. Chúng ta có khá nhiều kiểu dáng. Đây là kiến Rima 851, 390.000 một cây. Đây là cặp kiến gù. Kiến gù kiểu CRG, 650.000 một cặp. Đây là kính 5 cạnh, 221. Đây là kính 009 kiểu hộp xoài, có hai màu trắng và màu đen. Còn có kính dung Rizuma Class tròn, kính cụ tròn, kính cụ tròn 550 một cặp. Kính Rizuma sale nữa. Bao tay xe, nếu ai không thích kiểu jean thì có sự lựa chọn như là bao tay Sportline, Sportline Rizuma Lut, bao tay gù xoay. Đồng thời cũng kết hợp với bao tay đó là chính là gù. Gù chúng ta có gù xéo, gù chung, gù dẹt và gù Raven. Có rất nhiều màu sắc để lựa chọn. Những gù này kiểu thiết kế mới. Còn đây là lông đờn để gắn xi nhan. Xi nhan sao cho các loại Exciter và Envis. Tiếp theo là phần số 2 chiều. Số 2 chiều cho Winner. Nếu ai mà đi dài sợ bị móc chày thì có thể xài phần số 2 chiều. Ngoài ra shop 2 bánh còn phân phối các loại bình điện. Bình điện chính hãng từ GS và Club B. Cho đủ loại xe nha các bạn. Đây là ba ga đen, ba ga sơn tĩnh điện màu đen, rất hợp với tất cả các loại xe. Có Winner, Envis, Exciter. Màu đen thì nó cứng cáp hơn so với màu inox. Tiếp theo là đây, các bạn có thể thấy là hai cái phụ đây là dành cho SH Việt Nam. SH 300 mi có thể gắn. Loại bên đây thì không có điều bao, bên đây có nút chỉnh điều bao. Kế bên hàng bên đây là cục Racing Boy. Racing Boy bên số 2 bánh chúng mình là phân phối là hàng chính hãng nha, không có hàng nhái nha các bạn. Có thể dùng cho các loại xe như là Nuvo 456 và Airblade các đời. Ngay cả Envis cũng có thể gắn. Đầu so lớn hơn, tăng sự hầm hố cho xe, trang trí thêm. Bên kia là một cục monoshock dành cho có núm chỉnh, dành cho Exciter. Exciter 150 cũng như Exciter 135 đều có thể gắn được. Đây là bát biển số Rizuma. Gọn gàng. Ngoài ra chúng tôi còn có bán lò xo đếp leo, bố đếp leo. Đây là dây dầu màu của Thái. Ngoài tác dụng trang trí thì nó có bị nứt vỡ hay dễ bị bể, bị chó cắn gì gặm nó bể, an toàn hơn, đỡ bị cắt hơn. Đây phụ Racing Boy cho dòng xe Yamaha Sirius và Jupiter, có chiều dài 275 mm. Anh Long quần nó cứ vỏ luôn đi. Phụ Racing Boy cho quay 340-335 mm. Đây là tay thắng. Còn tay thắng thì rất là nhiều loại. Đây Racing Boy. Racing Boy có thể gắn cho Exciter, Envis. Xin lỗi các bạn, lúc nãy có trường hợp cá trắng cáp xuất. Nên bây giờ xin giới thiệu lại một lần nữa những sản phẩm của shop 2 bánh nha. Chúng ta có tay thắng Racing Boy, có thể sử dụng cho Yamaha Exciter và Envis. Ngoài ra có các loại như là CRG, RC2, CNC rất là sắc sảo. Tay thắng CRG gãy. Tay thắng Biker có thể gắn cho các dòng xe SH, Taiga như là SH, AB.
Ở đây thì chúng ta có bao tay Domino hàng Thái thôi, 148.000 một cặp. Và những sản phẩm trang trí cho winner như Exeter, như là trắng bùn trong, che các nước, mão trước, bobo sau, dĩa trắng bùn. Đây là chống mỏi tay ga. Đây là những miếng lưới che các nước, bảo vệ các nước. Cấp đầu với Exeter. Đây trắng bùn trong của winner. Đó, Oppo rất là nhiều kiểu dáng màu sắc để anh em lựa chọn. Còn đây là dĩa kiểu. Tại sao phải thay dĩa kiểu thì nhiều khi anh em xài lâu ngày mòn dĩa thì có muốn sự thay đổi thì chúng ta sẽ thay dĩa kiểu. Dĩa bông đẹp hơn, dĩ nhiên là đẹp hơn dĩa zin rồi. Dĩa bông kiểu racking gaffer rồi. Độ dày ổn định, bóp thắng rất là ăn. Đó là một sự lựa chọn thay thế đáng để quan tâm, hoàn hảo cho các dòng xe như Exeter, Winner và nhiều loại xe khác xài 4 dĩa, 4 lỗ. Còn đây là bình dầu AEM, bình dầu mô phỏng bình dầu AEM Titanium, nhưng mà hàng này hàng Thái thôi, dễ thở hơn. Đây là bình dầu Rizuma tròn, có đủ màu sắc là đen, xanh, đỏ, vàng, bạc. Bình dầu giọt nước rất được nhiều anh em sử dụng. Đây là xi nhan multi rất là gọn gàng. Xi nhan multi gọn gàng, thường được anh em winner Exeter đồ gắn chế gắn ra thay thế những xi nhan dài vướng víu. Còn có xi nhan Rizuma Avio, Action, Grafio, xi nhan Rizuma kiểu Grafio, và đặc biệt có thêm xi nhan chính hãng Koso nữa. Cái này thì giá hơi cao, 560.000 một cái nha. Ngoài ra chúng ta có xi nhan đang được ưa chuộng như hiện nay là xi nhan Spirit Beat. Đây, kiểu dáng rất là đẹp, cầm lên tay rất là chất lượng, với hàng led 6 bóng, cao su dẻo, không sợ bị gãy giữa chừng. Có đèn mi led nha, rất là nhiều bóng, rất là sáng. Đã gắn thay thế cho các những xe có đèn mi chân led T10, 120.000 một cặp. Đây là những cái nắp chụp ốc thôi. Đây là bắt dây dầu, bán vô chỗ để giữ cái dây dầu của mình, trang trí là chính. Đây là đồng hồ mini, anh em đừng hay thấy mọi người gắn trên chân kiến bên phải á, coi giờ cho vui, 130.000 một cái. Ngoài ra bên đây chúng tôi có cung cấp đầy đủ Bugatti Iridium Denso cho tất cả các dòng xe, từ chân ngắn đến chân dài. Winner thì chúng ta xài là EU27 là dành cho Winner, còn EU24 là dành cho Exeter, EU22 là dành cho các loại xe tay ga như là Novo và Airblade, Future FI cũng có thể sử dụng. Còn đây là Iridium Racing, loại cao cấp nhất của Denso, giá 650.000, dành cho các những xe độ mà đi bình xăng lớn, đồ xăng nhiều quá muốn đốt lửa mạnh thì mình nên xài loại này, canh chỉnh xăng chuẩn nha. Còn đây là chụp cốt trước, cục chụp trước Rizuma có vân carbon đây, 170.000 một cặp. Thường thường gắn ra bắn cái cốt trước ra, mình gắn ra hai bên đó, trang trí nha các bạn. Đó, đây là chống đổ, có thể gắn vô các chân sau, lỡ có té xe thì nó này nó chịu cho mình, đỡ bị thiệt hại. Có nhiều màu, đỏ, xanh, vàng, đen. Đây cũng vậy, đây cũng là chụp cốt Rizuma, loại này 120.000. Gọn gàng,
Đây là móc treo đồ bay cơn. Móc treo đồ bay cơn, tiện lợi, rất là đẹp. Có thể bẻ ra bẻ vô được. Có nhiều màu. Vàng, bạc, xanh, đỏ. Còn đây là cần số Vioma. Cần số Vioma cho anh em loại xe như là Winner, Setter. Trang trí cho đẹp. Móc số mình có thể điều chỉnh được cái khoảng chiều dài để phù hợp với bàn chân của mọi người. Cũng có nhiều màu nha các bạn. Vàng, bạc, đỏ, đen. Còn đây là nhà dĩa tải. Dĩa tải dành cho Setter. Dĩa tải là cây. Cây 306.000, cứng cáp, rất là bền, đã được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Còn anh em nào muốn nhẹ thì ta có thể sử dụng dĩa tải nhôm CNC 7075. Này thì 450 một cái, rất là nhẹ. Nhẹ hơn phân nửa so với cái dĩa là cây. Ngoài ra còn có các loại bộ nhôm sinh dĩa, Saratai, ID cho các dòng xe phổ thông. Sên, đặc biệt là có sên sinh vàng. Sinh vàng 428HD. Hàng chính hãng DD. 450 một cộng 10 ly. Còn sên 9 ly thì là 350.000. Sên chính hãng nha bạn, không phải sên nhái nha. Ngoài ra còn có thêm sự lựa chọn là sên sơn Phaeto 9 ly. Đây một bộ như thế này, hàng mới về, 130 mắt, một sợi là 550.000. Mình sử dụng các dòng xe phổ thông 150 trên tay. Ta còn có dĩa vàng D nhông Saratai 50.000 một cái, 14-15. Không thích màu đen thì có màu vàng 60.000. Tiếp theo là vỏ xe, số máy bánh chuyên phân phối các vỏ xe chính hãng từ các hãng Michelin. Michelin có các size cho xe tay ga 14, 16 và kể cả xe số xe 17, 140, 17 cho những xe thích lên bánh lớn, 130, 110, 180, 17 vỏ trước thì 90, 70. Còn thông số này 180, 16 dành cho vỏ trước xe SH hoặc là vỏ sau xe Noble. 70, 90, 16 thì dành cho xe trước xe Noble. Cái dòng xe Noble sử dụng mâm hoặc là Hayate sử dụng mâm 16. Thương hiệu Maxxiller đến từ Đức. Đây vỏ nhập. Còn đây là những vỏ xe của thương hiệu Continental cũng có Đức. Mình nhớ là cái xe 17 Vili, Vili thương hiệu mới nổi trong thời gian gần đây. Anh em sử dụng rất là ưa chuộng. Có đủ size 17, 80, 100, 120, 130, 140. Dài Encho City. Đây. Rất là đẹp. Rất là bám đường. Để có xe đua sử dụng. Ngoài ra nếu muốn sử dụng bình dân thì chúng ta còn có vỏ Maxxis. Maxxis. Con bỏ rẻ. Bên kia là vỏ Dunlop, Dunlop của Indonesia. Đủ với các dòng xe mà, bánh lớn, bánh nhỏ có hết, đầy đủ, anh em cứ liên hệ. Đây là vị trí coi, máy ra vô vỏ, bàn nâng, máy vệ sinh kim phun và các dụng cụ rất là gọn gàng, sạch sẽ. Rồi. Xin cảm ơn các bạn, hy vọng các bạn có ủng hộ shop hai bánh. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tình và chu đáo, xin cảm ơn.